Xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Hà My Nguyễn Vlog TV. Thì hôm nay em xin chia sẻ đến cả nhà một cái món ăn tiếp theo, đó là lẩu chua chả cá thác lát. Rồi bây giờ thì em mời cả nhà cùng vào bếp với em thực hiện cái món lẩu chua chả cá thác lát này nha. Rồi đây là những cái nguyên liệu mà em chuẩn bị cho cái món mà em đã giới thiệu với cả nhà nha. Rồi đây là chả cá thác lát này cả nhà. Này là em mua ở ngoài chợ người ta nạo sẵn rồi, chưa có ướp gia vị hay là cái gì vào hết á. Bây giờ một chút xíu nữa thì em sẽ ướp ha. Rồi để cái chả cá thì ướp thì mình cần có gia vị nè, đường, muối, bột ngọt, hạt nêm nè ha. Với một chút xíu tỏi băm để mình ướp vào cái chả cá cả nhà. Rồi còn cái nước dùng mà để làm cái nước lẩu á thì em dùng nước dừa nha. Nếu mà cả nhà có cái nước súp á, từ xương hay là gì đó thì mình lấy đó mình dùng. Rồi với lại một xíu xả với tỏi băm để một xíu nó phi cái cho nó vàng thơm, rồi mình cho nước dừa vào ha. Rồi cái rau thơm nè, rồi ngò ôm, ngò gai đó để mình chút xíu nữa mình làm cái nước lẩu xong cái mình cho vào cho nó thơm. Rồi em ăn kèm chung với lại cái đậu hũ ki á cả nhà ha. Rồi này, cái này là mình cái dĩa rau để mình nhúng nè ha. Em không có làm bằng cái me mà em dùng giấm. Cái này là giấm, này là giấm nuôi, giấm ở nhà em tự làm luôn ha. Rồi bây giờ mình bắt tay vào mình ướp chả cá thác lát nha cả nhà. Rồi mình bắt đầu mình ướp nha cả nhà, cho hết mấy cái tỏi băm rồi em chuẩn bị cho vào hết. Rồi đường, hạt nêm, muối, bột ngọt cho vào luôn. Rồi bắt đầu mình trộn ha. Cái này cho nó còn hơi cứng, chả cá thác lát thì nó hơi dai đó, nó dai đó. Hơi cứng tay mình, nặng tay mình. Rồi mình cứ trộn cho nó đều nha cả nhà. Rồi cá chả của em đã xong rồi đó cả nhà. Em nhồi xong rồi cái mình vò viên rồi để sẵn ra dĩa ha, nhìn có hấp dẫn đó cả nhà. Nếu mà mình sợ mà vò viên dính tay thì có thể mình thấm miếng dầu ăn á để cho nó đỡ dính ha. Rồi bây giờ mình qua mình làm cái nước dùng. Rồi bây giờ mình qua mình làm cái nước lẩu ha cả nhà. Rồi chuẩn bị cái chảo dầu cho nó sôi nha. Cũng sôi rồi đó, mình cho xả với lại tỏi băm vào luôn ha. Cho nó thơm là mình bỏ nước dừa vào luôn. Nếu mình có được cái nước hầm tương hay là rau củ gì đó thì nó ngon. Hôm nay em có em lấy nước dừa em nấu ha. Rồi xả với lại tỏi nó cũng vàng cũng thơm rồi mình bỏ nước dừa vào luôn như cả nhà. Bây giờ mình đậy nắp lại để cho nó sôi ha, chờ sôi. Rồi cái nồi nước dùng cũng sôi rồi cả nhà. Bây giờ mình cho miếng giấm vào ha, cho vừa vừa để nêm lại coi nó có chua không. Không chua mình cho thêm. Rồi mình cho gia vị vô luôn. Mình chuẩn bị sẵn hạt nêm với lại đường với miếng muối ha. Chút nữa mình nêm lại. Em cho miếng dầu điều luôn cho màu cho nó đẹp. Tại vì em không có mua sẵn cái gói để nấu, mà con này cũng không phải là nấu lẩu Thái nữa. Nó nấu lẩu chua mà dùng giấm. Nồi nước lẩu nó cũng sôi, màu cũng đẹp hết cả nhà. Giờ mình nêm nếm lại. Rồi mình nêm nếm vừa ăn rồi ha. Cái mình cho mấy quả cà chua vào luôn. Nhưng mà cà chua thì nó có cái vị chua rồi đó, nên mình nêm đường nó hơi lấn qua xíu để cho nó hài hòa với cái vị cà chua qua luôn nha cả nhà. Đó. Rồi cái này thì mình cũng không cần để cho nó chín đâu, thì mình cho cái rau rồi vô luôn. Rồi xong một cái nồi nước lẩu của mình, lẩu chua làm từ giấm ha, không có dùng me. Cả nhà nhìn thấy cũng hấp dẫn ha. Rồi bây giờ mình dọn ra thôi.
Rồi cả nhà ơi, đây là một cái bàn ăn luôn, dọn ra rồi nè. Hấp dẫn ha cả nhà. Một cái thao tác cũng đơn giản thôi. Làm nước lẩu, chuẩn bị cái chả cá hay là mình muốn ăn thêm tôm mực gì đó. Mình chuẩn bị thêm ha. Thì đây, đây là cái món mà em giới thiệu đến cả nhà, lẩu chua, chả cá thắt lát. Rồi hy vọng là sẽ gợi ý được cho cả nhà ý tưởng có một cái thực đơn để thay đổi hàng ngày cho bữa cơm gia đình của mình ha. Quay cho cả nhà dĩa rau rất là hấp dẫn. Salad, cù nèo, bạc hà, rau muống. Cái nồi lẩu của em cũng hấp dẫn ha cả nhà ha. Đây, chả cá. Rồi dùng kèm với lại tàu hũ ha, tàu hũ ki. Rồi thôi em mến chúc cả nhà thực hiện một cái bữa ăn giống như em thật là ngon miệng và thành công. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo nha cả nhà.